Sáng nay, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Cục Khoa học Quân sự về nâng cao chất lượng công tác quản lý và nghiên cứu khoa học công nghệ. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện và phát triển, góp phần đảm bảo trang bị cho quân đội, hiện đại hóa vũ khí khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ngày càng tăng nhiều sản phẩm được triển khai sản xuất đưa vào trang bị trong quân đội thông qua triển khai các đề án lớn quân đội đã làm chủ thiết kế chế tạo trang bị vũ khí kỹ thuật công nghệ cao tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những khó khăn hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ trong thời gian tới trong đó giải pháp quan trọng là nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học quân sự kịp thời đề xuất các chủ trương cơ chế chính cơ chế quản lý và xây dựng các tiềm lực tài chính con người cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học quân sự phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành đơn vị triển khai thực hiện các dự án đề án khoa học hiệu quả đảm bảo an toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng và hiện đại hóa quân đội